Công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Phương Thịnh được thành lập vào năm 2023 trên cơ sở tiền thân là hộ kinh doanh cá thể do bà Huỳnh Thị Thúy Trang điều hành. Trang Phương Thịnh chuyên kinh doanh bán buôn các mặt hàng nhu yếu phẩm như đồ uống, đồ dùng cho gia đình trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Kinh tế Việt Nam chịu tác động kép từ suy thoái kinh tế toàn cầu do hậu quả của đại dịch Covid-19 và căng thẳng địa chính trị, dẫn đến những khó khăn bủa vây các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối. Các doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng chung trước biến động giá nguyên liệu, sức ép cạnh tranh về mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng, chi phí vận chuyển và logistics và đặc biệt là khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, doanh nghiệp chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt tiếp cận nguồn vốn giá rẻ. Chúng tôi rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của chi nhánh BIDV Đà Nẵng với gói cước và giải pháp tín dụng ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Cụ thể như trong năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Phương Thịnh nhận được sự hỗ trợ ưu đãi dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ từ nguồn vốn ADB tài trợ để vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid. Trong năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Phương Thịnh tham gia chương trình SME Champion 2024. Được BIDV cho vay với lãi suất cho vay ưu đãi giảm 1% so với lãi suất cho vay thông thường. Ngoài ra, chúng tôi nhận hỗ trợ để nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự, kết nối và mở rộng kinh doanh với rất nhiều giải pháp phi tài chính khác thông qua sử dụng nền tảng số SME Easy dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với những hỗ trợ thiết thực, BIDV luôn nỗ lực không ngừng xây dựng và cung cấp các gói giải pháp tài chính và phi tài chính nhằm giúp gia tăng nội lực và sức khỏe tài chính cho doanh nghiệp. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp ngày càng đi vào ổn định. Có thể nói rằng trong suốt thời gian qua, sản phẩm tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của BIDV đã và đang tiếp sức doanh nghiệp chúng tôi phát triển và mở rộng kinh doanh hiệu quả. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của BIDV trên chặng đường dài để phát triển bền vững. BIDV đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp.